22. Lao đầu vào lửa. Trời trời thôi quá. Còn không chết. Đứng dậy. Nạnh Hải, không hết rồi đó. Hai đứa con phải nhớ cho kỹ. Nếu như cương thi thật thì tụi nó sẽ biết phản kháng đó. Nếu con gặp cương thi nào có công lực cao thì càng nguy hiểm. Họ đã tập được hay lắm, nhưng mà chỉ kém một chút phản ứng thôi. Dạ biết rồi sư phụ. Còn khá lắm, biết sử dụng chiêu chính xác, chỉ thiếu về công lực thôi. Nếu tụi con chịu theo lời dạy bình thường của thầy đã nói, ráng luyện tập thêm thì sẽ tốt hơn nữa đó. Có gì thắc mắc muốn hỏi thêm nữa không? Sư phụ. Cái gì? Không biết cái việc hỏi. Cái này gọi là gặp nguy bất loạn. Lợi hại lợi hại. Sư phụ quả nhiên cao siêu, lâm nguy bất loạn. Nhưng mà hồi nãy con nghe tiếng rẹt rẹt đó, có phải là bị rách áo rồi không? Con này là con tu phụ đó hả? Dạ phải. Đi theo thầy. Thầy phạt con quỳ thời gian một cây nhang để biết tịnh tâm hối cải. Con có biết mình sai chỗ nào không? Dạ biết. Tú à, chú muốn con giúp chú một việc có được không? Chuyện gì vậy? Coi chừng nói giùm chú. Ê sư phụ à, để con coi em sơ được rồi. Dạ phải sư phụ. Để sư huynh canh chừng con là được rồi. Không được, thầy bắt nó lên núi hái thuốc. Hái thuốc? Thầy biết con đi thì con đi đi, đem cả hai cường thi đi theo. Ồ. Chú à, con giúp chú một việc có được không? Dạ được. Còn chơi nữa, tôi sẽ mời thầy của anh ra đây. Hey. Ho.
Anh có biết lúc nãy anh đánh sai không? Anh đã đem Thái Cực Càn Khôn đánh sai bên tay phải. Còn nữa nha, cái chân anh quỳnh quét chỗ đó còn kém một chút xíu sức. Còn kém một chút xíu hả? Tôi nói cô biết nha, cô biết được bao nhiêu công phu chứ. Tôi đây lúc luyện võ không thích ai làm phiền, cô đừng có làm phiền tôi nha. Nhưng mà anh thiệt tình đánh sai, do thầy của anh biểu tôi coi chừng anh luyện công đó. Nè, cô đừng có hiểu lầm nha. Sư phụ kêu cô canh chừng tôi luyện công, chứ không phải kêu cô làm phiền tôi luyện công. Tôi nói cô biết, nếu cô còn làm phiền tôi á, tôi sẽ không khách sáo đâu. Nam nhân đại trượng phu, tại sao phải đánh cả con gái chứ? Sư phụ, thật ra có chuyện gì, tại sao phải đánh cô Tú? Dạ đâu phải, hồi nãy lúc mà con luyện công á, cổ cứ làm phiền con hoài, khiến con không tập trung được. Nếu bỏ đi như vậy, khác gì thời gian quấy rầy người ta luyện công. Tôi không có quấy rầy ảnh, tôi chỉ muốn cho ảnh biết là ảnh đã sai hai chiêu. Nè, hồi nãy cô xoay lưng lại với tôi mà, cô xoay lưng lại làm sao biết tôi sai chứ? Chỗ anh đánh sai là chỗ 31 Thái Cực Càn Khôn. Nè, tôi nói cô biết nha. Hoàng nói là, nếu như cô đã biết là cô ta đánh sai, cô nói lại từ đầu một lần đi. Đến lúc đó cô nói cho tôi biết sai ở chiêu nào đi. Dạ được. Có thiệt không vậy? Đánh đi. Ồ. Khỏi luyện nữa. Bình thường biết cô ráng luyện, cô không chịu nghe. Cô Tú nói đúng lắm đó. Không phải đâu sư phụ ạ, tại con bị mất tập trung thôi, chứ bình thường con á. Cô Tú à, bình thường để ý ba thầy trò tôi luyện công, cô nhìn thấy chỗ nào đúng chỗ nào sai, vậy thì thể lực của cô rất là cao, cao hơn cậu Sơn nhiều lắm. Nào có lộn không vậy sư phụ? Cô làm ơn kiểm điểm lại đi, vô chép kinh đi. Ồ. Cô Tú, có điều này muốn nói với cô. Cô vô đây với tôi đi. Cô Tú, cô theo cha cô lâu nay, ông có dạy cho cô đạo thuật gì không? Nếu như cha của con muốn con giúp ổng thì ổng sẽ dạy con. Nếu như vậy thì ổng đâu có dạy cho cô điều gì đâu. Đâu có phải tại cha của con, do con không có kêu ổng dạy con thôi. Tú à, chú cảm thấy con về mặt năng khiếu có khả năng lắm. Luận về phẩm chất còn hay hơn thằng Hải. Nói về siêng năng, con chịu khó hơn thằng Sơ rất nhiều. Nếu bây giờ con không học đàng hoàng, chỉ học chỗ này một chút rồi chỗ kia một chút, chẳng thà con kiếm người nào nhận làm thầy còn hơn. Nhận thầy? Ai nhận đây? Đâu có được. Cha của con là thầy của con rồi, con không bao giờ nhận ai làm thầy nữa đâu. Đã nói không dạy cho con đạo thuật, làm sao làm thầy của con được? Bộ cô không muốn nhận tôi làm thầy của cô sao? Con chỉ sợ cha con không đồng ý. Cái bữa đó cô lén báo cho chúng tôi biết, cô cũng hiểu cha cô không có đồng ý. Mà cô là người thông minh, cô đã biết cái nào đúng, cái nào là sai. Rõ ràng biết cái đó là sai, có bắt buộc cũng vô ích thôi. Để con suy nghĩ lại đã. Tú! Gặp lại anh thiệt mừng quá. Mau qua đây đi. Mau qua đây ngồi đi. Ngồi đi. Tôi có cái này muốn hỏi anh nè. Tôi không ăn đâu. Tôi muốn hỏi anh cái này nè. Anh nghĩ coi, tôi có nên bái Mao sư phụ làm thầy không? Con người của ổng cũng được lắm chứ. Còn tôi cũng muốn học đạo thuật lắm. Sao hả? Phức tạp. Đừng hỏi tôi. Hải, Sơ, không phải sư phụ. Mau sư phụ, mới là sư phụ. Cả anh cũng đồng ý tôi bám Mau sư phụ làm thầy hả? Vậy thì hay quá, tôi có thể bám Mau sư phụ là thầy được rồi. Yeah, hay quá, tôi có thầy rồi. Mau sư phụ là thầy đó, tôi có thầy rồi. Yeah. Nghi thức nhận đệ tử chính thức bắt đầu. Nhất bát cung thỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhị bát cung thỉnh Thái Thượng Lão Quân.
Tam bái cung thỉnh tổ sư gia Trương Thiên Sư. Tú à, bắt đầu từ hôm nay con là đệ tử đời thứ 39 của Thiền Đạo phái. Hai đứa là sư huynh, phải đối đãi tử tế với sư muội mình. Dạ biết sư phụ. Thiên giả là phụ giả, địa giả là mẫu giả, phụ nhi mẫu tạo nhân giả, tại sao cổ? Thiên dịch địa giả, địa dịch thiên giả, phụ mẫu đó là phân biệt âm dương. Thì hảo ác giả, đồng đẳng giả. Hết rồi, cô hiểu không vậy? Ừ. Bộ hiểu thiệt hả? Ừ. Nè, tôi mới vừa đọc qua có một lần thôi, không lý nào cô lại thuộc hết. Ừ. À, cô đúng là có năng khiếu thiệt đó nha. Nè, hay là như vậy, cuốn sách này á, tôi để lại cho cô, cô chỉ cần học thuộc hết trong này là được rồi ha. Không phải đâu, sư phụ biểu anh dạy tôi mà. Ê, đúng là sư phụ kêu tôi dạy cô, nhưng mà bây giờ cô có năng khiếu tới như vậy, đâu cần ai dạy hay là đôn đốc đâu chứ. Nè, nhớ kỹ nha, học hết tất cả trong này. Bây giờ tôi ra ngoài có chút chuyện ha. Ngoan. Nè, nè, vị sư huynh à. Ngoan, tự Ê, học cô đi Tú ha. À, cô Tú à, cô mặc bộ này hoài vậy, tặng cô nè. Cái gì vậy, áo quần gì? Thì là quần áo đó, bận thử coi có vừa không. Ừ. Ôi trời, cuối cùng cũng thoát nạn rồi, không ngờ dễ dàng như vậy. Ý, đi thăm cô Ninh cái đã. Này ông à, cái gì coi đi, chai này xài tốt lắm đó, ông coi thử đi. Mua chai nước hoa này tặng cho bạn của ông đi, bạn ông chắc chắn sẽ thích. À, mua một chai cho cô Ninh cũng được lắm chứ. Này ông à, cái này không thích hả? Mua cái này đi, cái này cũng được lắm. Nè, đó không phải là yêu nữ sao? Ờ, đúng rồi đó. Nè yêu nữ, sao cô có ở đây? Đúng rồi, đó, đúng rồi. Ông cái thằng này đi, chúng tôi không quan ngân cô đâu. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đi, đúng rồi. Đi, 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 quá mà. Đi, đi, đi chỗ khác đi. Ở đây không ai còn không đi đâu. Sao không đi? Sao không đi? Đi mà, chết rồi đi. Chết nó đi, sao không chết rồi đi? Nè, mọi người làm gì vậy? Nè, đừng có làm vậy nha. Sư phụ tôi nhận cổ làm đệ tử rồi, cổ cải tà quy chánh rồi. Mau sư phụ đúng là nuôi ông tay áo mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không phải đâu, hồi trước thiện ác bất phân, nhưng mà bây giờ không làm hại ai đâu, tôi nói thiệt mà. Thiệt hả? Có thiệt không đây? Thiệt sao? Mà biết cải tà quy chánh sao? Vậy hả? Có thiệt không? Anh trời, thiệt mà, mọi người tin tôi đi, cổ không có nữa đâu. Nè, mọi người không tin tôi cũng phải tin sư phụ chứ. Vậy cũng được, nhưng mà cậu phải đảm bảo đó nha. Vậy thì tốt thì thôi. Thôi, 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 đi thôi. Hết chuyện đi. Nè, không phải kêu cô ở nhà đọc sách hả? Ra đây làm gì? Sư phụ biểu anh dạy tôi mà. Nè, tôi có dạy cô mà, tôi có kêu cô ở nhà đọc sách, cô chạy theo tôi làm gì? Cô có biết không, nếu sư phụ mà biết cô chạy ra ngoài á, không có la cô đâu, mà là la tôi nè. Ê, đi về thôi. Nè nè, khoan đã. Cái gì nữa? Thấy tôi có đẹp không? À, đẹp lắm, đẹp lắm. À, về thôi, mau lên. Này, uống gì đây? Làm ơn cho mình phụ nhỉ. Ừ, cho mình phụ nhỉ đi. Làm ơn cho một bình phụ nhỉ. Trà phụ nhỉ hả? Thiệt là nhiều chuyện quá. Trời ơi, con làm ơn tránh xa ra đi, thấy không như sợ. Dạ không biết nữa à. Nhìn cái tướng của cổ giống như là gái lầu xanh vậy đó. Tại người ta đẹp đó. Cái gì mà lầu xanh chứ, nhà của mình đâu phải chỗ bậy bạ như vậy. Không được đâu, tôi nghĩ hả, tôi phải mua phấn son để trưng diện thật đẹp mới được. Còn phải chải đầu như cổ vậy,
còn phải ngồi ngay cái chỗ đó nữa. Còn kêu luôn trà phổ nhĩ nè. Tôi nghĩ lúc đó người ta hả, giống hệt như cổ giậm tôi trân trân luôn vậy đó. Thích quá đi. Chị hả? Ê, ông đội trưởng, anh tới uống nước đó hả? Hay là lên lầu đi, tôi pha bình trà ngon cho anh nha. À, phải đó, phải đó. Khỏi, tôi có hẹn với người ta rồi. Tử Long. Hả? Doanh Doanh. Hả? Tôi hẹn với cổ. Họ nhìn gì vậy? Hỏi mấy người đang dòm kìa, có phải muốn trà phổ nhĩ không? Hả? Ngồi đàng hoàng đi, tôi chăm trà giống đi. Đừng có chạy nữa, đi thôi. Ngồi chút xíu rồi nhìn gì đâu. Chuyện gì vậy? Đâu có gì. Xin lỗi tôi tới trễ. Không sao. Có cái này tặng cho cô. Có đẹp không? Cô sao vậy? Tôi tới đem quà tặng cho cô đó, chính tay tôi bắt đó. Anh có biết là nhốt con bướm như vậy nó sẽ chết hay không? Chết thì chết chứ bắt con khác thôi. Tại sao người ta cứ thích làm con bướm chết quá vậy hả? Côn trùng thôi mà, một ngày nó chết biết bao nhiêu con chứ. Tống Tử Long, tôi không ngờ anh cũng là người như vậy. Doanh Doanh à, tôi là người thế nào chứ? Ông đội trưởng, trà phổ nhĩ nè. Không đúng đâu. Mít kỹ nha. Đừng có cản tôi nữa, mít cái đầu cô đó. Doanh Doanh. Doanh Doanh à. Doanh Doanh à, cô đừng có giận nữa mà. Cô không thích bắt bướm thì từ nay tôi không bắt nữa. Doanh Doanh à, mở cửa đi rồi nói. Anh đi đi. Từ nay tôi không muốn gặp anh nữa. Doanh Doanh à, thật sự là sao chứ? Có phải tôi làm lỗi gì không? Cô mở cửa rồi nói cho tôi biết đi Doanh Doanh. Doanh Doanh, cô làm ơn đi mà. Doanh Doanh. Anh đi đi. Mình không thể ở bên nhau được đâu. Ê, Doanh Doanh. Doanh Doanh à, đừng có làm vậy mà, mở cửa đi. Tôi không biết tôi làm lỗi chỗ nào hết. Cho dù tôi làm lỗi ít ra cũng phải cho tôi một cơ hội chứ. Cho tôi giải thích đi. Thôi được. Cô không mở cửa chứ gì. Cô không mở cửa tôi ở ngoài đợi. Đợi tới chừng nào cô mở thì thôi. Lỗi không phải tại anh. Lỗi là chúng ta không nên có sự bắt đầu nào hết. Nếu chúng ta đã bắt đầu, tại sao cô lại kìm hãm chứ? Ai cũng là người, ai cũng có cảm giác mà. Tôi chưa hề biết yêu một cô gái nào, mà cũng chưa bao giờ có cảm giác này hết. Từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cô, tôi biết là không có sức mạnh nào cản nổi tôi rồi. Hay là cô nghĩ tôi giả dối? Cho tôi thêm thời gian tôi sẽ chứng minh. Tôi thì khác với anh. Anh thì có tương lai, nhưng tôi thì không. Tại sao tôi có, còn cô thì không?
Là cô không muốn tạo cơ hội cho cô hay là không muốn tạo cơ hội cho tôi? Ngoại trừ như vậy, cô chưa hề yêu tôi. Hoặc là cô đã có người khác? Tôi không. Không thì được rồi mà. Tử Long, sao anh khờ quá vậy? Anh có biết tôi là người như thế nào không? Anh có biết tôi là... Tôi không cần biết gì hết. Tôi chỉ muốn biết tôi yêu... Tôi yêu cô. Nói thật đó, bà của anh giống như là Tư Mã Hoa Long, như là Hát Cải Lương vậy đó. Đúng vậy mà. À phải rồi, bây giờ cũng khuya rồi, hai đứa em gái của em chưa về. À, mấy bữa nay tụi nó có công chuyện, đi qua bên làng khác để kiếm người bà con. Hay là kiếm bữa nào mời hai em gái của em ra đây ăn bữa cơm nha. Được đó. Tử Long à, đã khuya rồi, hay là đi về đi. Vậy khi nào mình gặp lại? Ngày mai. Ngày mai ra bãi biển chơi nha. Được đó. Vậy anh về. Không được lừa anh đó. Không đâu. Nghỉ sớm đi. Ý, hai em về rồi hả? Chị à, có phải là có người giữ ở đây không? Hai em đã thấy cái gì hả? Chị à, có phải có ông đội trưởng cảnh sát tới đây không? Tống Tử Long tới làm gì chứ? Chị à, chị đã quên rằng mục đích của chúng ta tới làng này làm gì rồi chứ? Yêu với người là khác biệt đó chị, đâu phải là chị không biết. Bộ em tưởng chị có gì sao? Hồi nãy chị vừa đúng lúc gặp anh ta ở ngoài đường thôi. Vậy tốt rồi đó. À phải rồi, ngày mai trụ trì ở chùa sẽ trở về, chị muốn làm gì? Chị sẽ có cách. Chị à, có phải hai tên hòa thượng này không? Chính là bọn họ đó. Con nghe được tiếng gì không vậy? Nghe được, nghe được. Là tiếng gì vậy hả? Hơ, sao họ sợ quá vậy? Ê, làm ơn, đừng mà, đừng mà. Yêu làm ơn, làm ơn. Lộ mặt ra đi. Các bọn ta là ai mà ngươi cũng không biết? Hai cái tên thầy chùa thúi này chắc phải chết hết đó. Chạy đi, chạy đi. Chắc không phải cao nhân gì đâu. Chị à, xử bọn họ thế nào đây? Thì phải ăn bọn chúng thôi. Thở tôi ra, thở tôi ra đi, thở tôi ra. Xong những cái đầu rồi, tới cái tên nào đây? Tử Long, chết rồi. Xin lỗi nha, em tới trễ rồi. Không có sao hết. Thực ra em... Không cần giải thích đâu. Anh thì không cần em giải thích hả? Đâu cần thiết chứ, em tới là được rồi. Mình đi thôi. Ê. 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 Tụi bay muốn chết sao? Sao mà nhát gan quá vậy? Đi lục soát đi.
Nè, tụi bay á qua bên kia, còn tụi bay á qua bên này. Xong rồi đó, anh Nguyên. Hết sức đối nổi mà. Tự nhiên kéo ra ngoài này bộ bắt cọp hay sao chứ? Nếu như để tôi gặp được cọp á hả? Không biết tin sao luôn. Nè, vậy thì hay thiệt, có cơ hội cho anh làm võ tổng rồi. Nó cái đầu cha của cậu á, bộ tưởng bắt chó mèo sao? Là cọp đó, ăn người ta đó có biết không hả? Nó ăn nhiều người rồi. Cha nội này, tiểu thì tiểu phải cho tôi biết chứ, làm hú hồn à. Xin lỗi nha anh Nguyên, xong rồi em đi liền. Thứ gì đâu không à, thiệt tình. Thiệt là. Nhưng mà nói thì nói nha, con cọp này nó khôn lắm, nó không phải là dạng dừa đâu nghe. Đừng nói chỉ có mấy người mình thôi, cho dù là cả đội tới đây á, cũng chưa hẳn là bắt được nó đâu, nói cho cậu biết. Vậy hả? Nè anh Nguyên à, bề nào cũng không bắt được nó, hay là mình chuồn trước đi ha. Chuồn hả? Ý kiến rất hay. Cứ làm vậy đi. Rút quần, rút quần, rút quần. Rút thôi. Anh Nguyên ơi, có rồi, ở đây nè. Đây nè. Coi kỹ cái gì? Không biết có cái gì, qua đi phụ đi anh Nguyên, đi đi. Tụi bay phụ nó đi. Đi đi đi, mau lên mau lên. Đi đi. Mau lên. Cậu đi luôn đi. Anh tôi hả? Không lẽ tôi? Mau kéo ra đi. Mau lên. Cái quà tú đó, mới ngày đầu tiên vô đạo đường thôi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Con nghĩ con ngày mai ngày mốt phải làm sao đây hả? Nè, ghi cái gì vậy? Anh đó, đừng có cản trở tôi viết bài được không? Hèn chi sư phụ anh bắt anh coi chừng cô Tú. Ông ấy chỉ muốn anh học hỏi thôi. Đừng có làm mất thì giờ nữa, cản trở người ta làm công chuyện đàng hoàng. Dòm gì chứ? Nè, ngày nào anh cũng quẹt tới quẹt lui như vậy, anh không mỏi tay hả? Có những người phiền như anh làm cản trở người ta thì càng mỏi thêm đó. Anh Sơ à, anh cũng rảnh quá hả? Rảnh chứ, có gì không? Vậy được rồi, cuốn sách này vừa đúng lúc mới chuyển dịch xong, giúp tôi kiểm chứng lại giùm tôi đi. Được rồi, không có gì. Ê anh nhà quê, suy nghĩ cho kỹ rồi mới trả lời chứ, xa sơ bi đó nha. Nà, tôi đọc qua rồi, sơ xa chứ gì, ai mà chẳng biết chứ. Làm gì khó lắm vậy. Anh Nguyên à, ăn bánh bao đi. Được. Uống trà đi. Cảm ơn. Tứ Hỷ à. Hả? Bữa nay anh lại quên đem theo tiền nữa rồi, cho nên nhờ em trả giùm cho anh trước nha. Hả? Có thiệt không? Không phải giỡn đâu, thiệt mà, thiệt mà. Thôi mấy đứa lo làm công chuyện đi ha. Sơ. Ôi chà. Kiếm tôi có gì không? Tôi đốt cho anh nha. Sao bữa nay tử tế quá vậy? Trà ngon lắm. Trà gì đây? Khí Quan Âm. Kiếm tôi có chuyện gì? Thật ra là anh vậy, muốn kiếm anh giúp tôi một chút đó mà. Giúp cái gì chứ? Muốn nhờ anh giúp tôi đi bắt cọp. Bắt cọp hả? Con cọp này á không phải là cọp bình thường đâu nghe. Mới vừa nhai đầu xong hai ông thầy chùa đó. Chà, con cọp dữ lắm đó. Thấy ghê dữ lắm. Mới nhai hai người. Nói gì nữa? Anh biết không, tại mới vừa nhai xong thầy chùa nên tôi nghĩ đó là đồ bẩn thỉu, cái thứ đồ dơ bẩn, cái thứ đó đó mà. Anh có biết không? Hả? Cho nên là mọi việc tôi mới nhờ anh giúp đó. Anh bắt tôi làm bùa hộ thân hả? Ê, không phải là bùa hộ thân, tại vì có anh thì tôi đỡ mệt chút thôi. Thì cũng phải. Cái gì nữa? Tôi cảm thấy anh làm vậy rất đúng rồi. Chứ gì nữa? Anh kiếm tôi làm càng chính đáng hơn. Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà thật ra là như vậy, gần đây tôi rất là bận đó, tôi sợ không giúp được cho anh đâu. Anh giỡn hả trời? Cả cái trấn này không biết anh sao? Một người rảnh rang nhất, rảnh rỗi nhất, anh đâu có làm cái gì mà bận bịu chứ, thiệt tình. Đúng vậy, nhưng mà không có nghĩa là tôi đang ở không đâu. Tôi nói cho anh biết, lần này tôi quả thực không rảnh, lực bất tòng tâm, xin lỗi. Ê, nè, sao nè. Ý trời ơi, để tôi lượm cho. Romeo là cái thứ gì ạ? Đọc được hả? Đúng rồi. Anh thì biết cái gì chứ hả? Tôi nói cho anh biết, cuốn sách này á chính là tiểu thuyết nổi tiếng thế giới, cô biết không? Dịch xong rồi hả? Chứ còn gì nữa, lần này cô Ninh á đã dịch xong hết rồi. Nhưng mà trong trấn Cam Điền này á, cô chỉ cảm thấy tôi đủ tư cách để mà thẩm hạch cho cổ mà thôi. Hết cách rồi, anh coi đi, nguyên cuốn sách dày như vậy,
Muốn coi hết phải cần rất nhiều thời gian đó. Tôi đâu có rảnh chứ, làm sao giúp cho anh được. Anh đừng có làm cho người ta cười bể bụng luôn đó nghe. Anh làm sao mà biết có cái lỗi sách như vậy được chứ. Thiệt tình anh Sơ à. Bởi vậy mới nói cả đời của anh chỉ làm cu li mà thôi. Cuốn sách này á đã dịch xong hết rồi, có nghĩa là trong đây chỉ toàn là tiếng Trung mà thôi. Là chữ Tàu đó anh có biết không đồ ngu. Chữ Tàu hả? Thôi được rồi, anh không đi cũng được. Nhưng mà anh làm ơn cho tôi xin hai lá bùa đi. Hai lá hả? Đúng rồi. Đừng có cho sư phụ biết ha. Không có, không có đâu. Vậy nha. Cảm ơn nghe. Bọn hung đồ bẩn thỉu cũng không thành vấn đề, không thành vấn đề. Anh đang coi gì vậy? Coi sách đó. Sách gì vậy hả? Sách này cô coi không có hiểu đâu. Nè, cô làm gì vậy? Lau bụi đó. Ghế sạch như vậy không cần lau đâu, thôi khỏi đi. Vậy thì không lau. Nè, cô có làm gì không? Vậy cô giúp tôi một chút ha. Được chứ. Nè, cô coi giùm tôi hết cuốn sách này, sau đó kể lại cho tôi nghe trong này viết cái gì. Cũng được. Cô biết đọc hả? Có phải biết chữ là biết đọc hay không? À, đúng đúng đúng, cô đọc được mà. Đọc xong kể cho tôi nghe nha, nhanh lên đó. Nhưng mà như vậy, cô đừng nghĩ là tôi bắt buộc cô làm nha. Đọc hết cuốn sách này á rất là có lợi cho cô, có biết chưa? Ừ. Đọc mau lên đó. Ừ. Vừa rồi thầy luyện cái đó gọi là xoáy trí trùng sanh pháp, luyện đến đâu có thể cử tà đuổi ma. Những câu bí quyết đó con đã thuộc chưa? Ờ, nếu như cho con khoảng 5-10 ngày con sẽ thuộc hết đó. Ừ. Con Tú đâu? Sao hôm nay không thấy nó? Ờ, dạ phải, bữa nay cũng không thấy cổ. Lúc này thầy thấy nó dường như có nhiều tâm sự, số ngày không ra khỏi phòng. Bộ nó có chuyện hả? Con đâu có biết đâu. Ờ, có khi nào cô bệnh không? Cô Tú à. Cô Tú. Cô Tú. Cô Tú à, mở cửa đi. Ê, anh Hải. Sao tối ngày ở trong phòng hoài vậy? Có phải bị bệnh không hả? Không, em đang đọc sách. Anh Hải à. Hả? Em có cái này muốn hỏi anh nè. Ừ, cứ hỏi đi. Anh Hải à, trong sách này nói Romeo, anh ta giả chết tới chết thiệt. Tiếp theo sau thì Juliet thấy chết thì chết theo. Rồi sau đó Romeo tỉnh lại, thấy Juliet đã chết lại chết theo nữa. Rõ ràng anh ta giả chết. Giả chết thôi mà, tại sao lại phải chết theo nữa vậy? Vì cặp nam nữ này quá yêu đối phương cho nên thấy người chết thì tận tình chết theo đó. Tận tình yêu đối phương tức là sao đây? Cái này mới gọi là tình yêu đó. Tình yêu. Tình yêu là gì vậy? Tình yêu là một người rất yêu một người. Anh Hải à, anh có từng yêu ai hay không? Người yêu là sao vậy hả? Người yêu là người hay thường lo cho người đó. Thường hay muốn gặp người đó, miễn gặp người đó là thoải mái rồi.
Vậy em nghĩ em đã từng yêu rồi. Hả? Cô từng yêu rồi hả? Yêu ai vậy? Cha em đó. Em thường hay nhớ ông ấy, hay muốn gặp ông ấy hoài luôn. Cái yêu đó khác với cái yêu ở trong sách này đó. Có cái gì mà khác chứ? Thì cũng là tình yêu thôi. Vậy anh có yêu ai không? Hả? Anh nói cho em biết đi. Tôi anh Hải à, nói em biết đi. Nói em biết đi mà. Anh Hải nói em biết đi. Anh Hải nói em biết đi mà. Anh bị gì vậy? Tự nhiên đau bụng quá. Anh không khỏe. Đúng rồi, tôi nghĩ cô hỏi sư phụ đi ha. Nè anh Hải à. Tình yêu. Sơ à, kêu con dạy đạo thuật cơ bản cho Tú, con dạy tới đâu rồi? Dạy được lắm. Được lắm hả? Em dạy được lắm. Em dạy tới em Tú mừng mừng trơn trớn luôn đó. Cái gì chứ? Bất cứ ai trong giai đoạn này á, ít nhiều gì cũng sẽ gặp một chút khó khăn mà thôi. Sau đó bị mơ mơ màng màng cũng bình thường thôi mà. Tú à, nếu có gì không biết thì cứ việc hỏi. Phải hỏi, phải hỏi thì mới học được nhiều chứ. Sư phụ à, con có cái này thật sự không hiểu. Nếu là không biết thì nhất định phải hỏi. Cái gì gọi là tình yêu? Bản thân của thầy trước giờ chỉ lo chú tâm vào đạo thuật mà thôi. Còn về tình cảm riêng tư thầy không để tâm tới. Lo ăn đi, đừng có hỏi nữa. Không phải đâu, không phải là tình cảm riêng tư mà là tình yêu đó. Mà ăn xong đi rồi hẳn nói. Sơ, cô đưa sách gì cho nó coi vậy? Bộ em tưởng cuốn sách đó là tốt hả? Gì chứ, sách đó hay lắm mà. Sách đó là kinh điển của Tây Phương đó nha. Nó cũng giống như là Kim Bình Mai. Không phải Kim Bình Mai, mà là ăn Hồng Lâu Mộng. Là Hồng Lâu Mộng. Sư phụ ăn xong rồi hả? Tôi không nói láo đâu nha. Có sách ở đây để làm chứng đây nè. Hễ ai thi được hạng nhất đều được tặng thánh kinh nè. Bà con xem đi. Xem đi. Coi đi. Mà cái thứ kinh này của mấy ông Tây không phải là dễ được đâu nha. Nhưng mà thằng Hà Mễ nhà tôi thì là giỏi lắm. Có phải không? Chị Khôi à, có thể cho em một cuốn được không? Được chứ. Chỗ này nhiều quá mà. Mỗi người lấy một cuốn đi. Tôi lấy. Coi đi. Đâu. Không cần thử. Tiền đâu. Một cuốn sách thôi á thì đủ biết là hết chuyện rồi. Để coi. Nhưng mà vậy, các chị bà con tới tiệm gạo của tôi mua vài cân gạo ủng hộ cho tôi á, có được hay không hả? Ê, thèm chứ. Trời ơi, thôi, đi làm mà kỳ quá vậy. Hai cô đứng lại. Nè, lấy hai cuốn này về coi đi. Đó, nè. Cô tới làm gì vậy? Cho tôi một cuốn được không? Còn về cái làng này làm gì hả? Không cho. Chị Khôi ơi, đừng vậy mà. Ma sư phụ nó nhận cổ làm đệ tử rồi. Cổ đã ăn năn hối cải rồi đó. Cái loại người như vậy á, làm gì mà biết ăn năn hối cải chứ. Không cho. Nhưng mà... Thôi đi. Con người của tôi rộng lượng lắm. Nè, cầm về coi đi. Cảm ơn. Nhưng mà vậy, cô mà coi cũng vô dụng thôi. Có biết gì đâu. Biết chứ. Tôi biết chữ mà. Không biết sách này nói cái gì ha. Nè thím à, lấy cuốn này về coi đi, có lợi lắm đó nha. Sao không có? Cái gì mà không có? Ê, thấy hôm nay trong người vui vẻ quá, giải đáp cho. Có cái gì cứ hỏi đi, tôi chuyên môn giải đáp thắc mắc. Sách này không phải nói về tình yêu sao? Tình yêu hả? Vậy cô hỏi đúng chỗ rồi, tôi chuyên môn về cái vụ này. Chị Khôi à, chị còn chưa có chồng, sao chị biết được? Nè, ai nói tôi ế chồng vậy? Nhớ năm xưa hả? Có biết bao nhiêu là những cậu công tử hào hoa sắp hàng dài quỳ xuống dưới đất để năn nỉ tôi xin cưới tôi đó nha. Xin cưới cái gì à, chứ? Chị Khôi, chị đã nói xạo đó. Nè, vừa phải thôi đó. Nè, có chuyện gì á từ từ rồi nói. Cùng lắm á thì tôi đãi một chầu trà, qua bên đó ngồi đi. Nói đãi là phải uống hả? Không thèm, bữa nay không phát nữa. Đãi lại đi, đưa đi. Đãi uống trà cũng không chịu hả? Vị sư huynh, anh cũng tới đây hả? Sao cô lại ở đây? Nè, thì là đúng lúc quá, ngồi xuống uống nước đi. Dạ được. Ê, nè, có lộn không vậy? Bây giờ còn phải ngồi chung uống trà nữa. Nè, hồi nãy cô nói cái gì chị Khôi vậy? Đâu có,
Chị ấy nói là muốn giải đáp thắc mắc cho em. Cho mình phổ nhĩ đi. Lúc nãy em hỏi chị, chị sư huynh bước vô chị liền bỏ đi đó. Đâu biết tại sao. Cô muốn hỏi chị cái gì? Tình yêu đó. Chị sư huynh đưa em cuốn sách cho em coi Romeo và Juliet gì đó, mà em coi hoài cũng không hiểu. Em có hỏi ảnh mấy, ảnh cũng không chịu trả lời. Anh đưa cuốn sách cho cổ coi đó hả? Ừ, em phải đó. Cô muốn biết lắm hả? Chuyện tình yêu thật là khó giải thích lắm. Khó hiểu lắm hả? Tình yêu thì phải có cảm giác, lấy lòng để cảm giác, thì trong lòng sẽ nói cho mình biết. Lòng? Lòng hả? Sao lại không có cảm giác vậy? Khi mà anh yêu một người thì trong lòng sẽ nói cho anh nó biết. Nó sôi nè. Cô làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Tôi không phải cố ý đâu. Tôi không cố ý. Ướt hết rồi nè. Hay để tôi lấy áo khác cho anh thay. Bỏ đi, tôi không thích bận áo người ta không đâu. Không được để người ẩm ướt, như vậy dễ sinh bệnh lắm. Để tôi vô lấy áo khác cho anh thay. Thôi khỏi đi, mất công quá à. Để em về lấy cho anh ngay. Nè, không cần đâu mà. Chỉ ướt một chút thôi, đâu cần nghiêm túc vậy chứ. Không cần thiệt hả? Để tôi vô lấy miếng băng keo cho anh. Sao cũng được. Ướt có một chút xíu thôi, đâu cần phải mất công vậy chứ. Dắt cái khô liền. Nè, anh Sơ à. Hả? Anh có cảm thấy cô Tú thương anh không? Không đâu, không thể nào đâu. Cổ biết tôi đâu có thương cổ đâu. Không bao giờ, không có. Không có thiệt mà. Chuẩn bị 3, 2, 1. Chuẩn bị 3, 2, 1. Đợi sư phụ về thì đã quá muộn rồi. Đi thôi được không? Hay là về đi. Đợi sư phụ về. Lộn nữa. Chuẩn bị 3, 2, 1. Đợi sư phụ về thì đã quá muộn rồi. Thiệt tình. 3, 2, 1. Đợi sư phụ về thì đã quá muộn rồi. Đi thôi được không? Hay là gì? Tôi trả tiền 3 xe vàng mã. Đợi sư phụ về thì đã quá muộn rồi. Đi thôi được không? Hay là gì? Tôi sẽ trả tiền 3 xe vàng mã. Lúc về mấy anh trả tiền được không? Được không? Cảm ơn. Trời ơi, cái gì vậy? Một là khởi, quả là cuối. Giác hạo thiên lý nhớ chỉ thiên quả. Sao không linh vậy? Thử lại. Tôi không sao. Ba cô tiểu thư họ Dư đây. Cô Dư đây không cẩn thận bị trật tư. Anh nói gì tôi không hiểu gì hết trơn. Tôi không sao hết. Không liên quan gì tới tôi nha. Tại sao em ra đi chẳng một lý do? Tại sao hay nói là anh không cần?